Và trong phần tiêu điểm thế giới ngày hôm nay, ba mẹ Texas có con gái bị hại, TikTok là cơn ác mộng của mọi phụ huynh. Theo các quan chức thực thi pháp luật và những người theo dõi bóc lột tình dục trẻ em, TikTok là ứng dụng truyền thông xã hội được tải xuống nhiều nhất trong những năm gần đây, trở thành nơi nguy hiểm nhất và phát triển nhanh nhất, thu hút những kẻ ấu dâm. Một bà mẹ Mỹ lấy ví dụ về cô con gái vị thành niên của mình và nhắc nhở rằng TikTok là cơn ác mộng đối với tất cả các bậc phụ huynh. Theo Wall Street Journal, trẻ em và thanh thiếu niên dành nhiều thời gian trên TikTok mỗi ngày hơn bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội nào khác. Với hàng tỷ video ngắn được tải lên nền tảng này mỗi tháng, nhiều người trẻ hát, nhảy và nói về cuộc sống cá nhân của họ trên đó. Một người đàn ông 42 tuổi tại bang Alabama và một cô bé 14 tuổi ở Texas đã trao đổi những tin nhắn lãng mạn trên TikTok. Kết hôn cả đời nhé anh yêu, cô gái vị thành niên bình luận trên một trong những bài đăng của anh. Anh trả lời rằng, ừ em yêu kết hôn cả đời. Một số bình luận cáo buộc anh đã có hành vi không phù hợp. Anh chàng này đã theo dõi tài khoản của một bé gái, một người viết. Tháng 3 năm 2022, anh đã bắt xe buýt đến Texas và gặp cô bé và bị bắt vài ngày sau đó với cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Mẹ của cô bé cho biết con gái bà phải thử thai sau khi cặp đôi này quan hệ tình dục. Trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, người mẹ nói rằng TikTok là cơn ác mộng của tất cả các bậc phụ huynh. Những người theo dõi nạn bóc lột tình dục trẻ em đã phát hiện ra rằng thuật toán của TikTok được thiết kế để tìm hiểu nội dung yêu thích của người dùng, sau đó đề xuất một chuỗi nội dung tương tự cho họ. Điều này khiến những thanh thiếu niên dán mắt vào nền tảng này và giúp những kẻ ấu dâm tìm thấy họ dễ dàng hơn. Ông John Rose, người đứng đầu tổ chức tội phạm tình dục trẻ em của Interpol cho biết, nhiều người theo dõi những đứa trẻ này là nam giới trưởng thành có hứng thú tình dục với trẻ em. Những kẻ phạm tội tình dục trẻ em thường bị thu hút đến những nơi có trẻ em, những kẻ ấu dâm thích xem video hơn. Mặc dù TikTok cho phép người dùng cài đặt giới hạn cho các bài đăng, chỉ cho phép bạn bè, người thân mới có thể xem, nhưng nhiều thanh thiếu niên đã chọn đặt video của họ ở chế độ công khai hoàn toàn nhằm tích lũy lượt thích và sử dụng các tính năng như đăng video song song với người lạ. Với vô số video tràn ngập nền tảng này, các chuyên gia đã đặt câu hỏi liệu TikTok có thể theo dõi một cách hiệu quả các hành vi sai trái của thanh thiếu niên hay không? Các đối thủ của TikTok cũng đang cố gắng phát triển nội dung và sự chú ý bằng cách sao chép định dạng video ngắn. ByteDance, công ty mẹ của TikTok có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết. Một phát ngôn viên của TikTok nói rằng nền tảng này sử dụng công nghệ để sàng lọc các bài đăng, bao gồm chú thích và bình luận, còn những mục thu hút sự chú ý sẽ được nhân công xem xét. TikTok dành cho người dùng từ 13 tuổi trở lên, nhưng trẻ nhỏ có thể truy cập nền tảng này với chức năng hạn chế, chẳng hạn như không được chia sẻ bình luận về video hay gửi tin nhắn cho người dùng khác hoặc duy trì lượng người theo dõi. TikTok cũng ngăn người dùng tự nhận mình dưới 16 tuổi sử dụng tính năng nhắn tin trực tiếp để trò chuyện riêng với người khác. Tuy nhiên, không có cách nào để ngăn người dùng làm giả ngày sinh. Trong trường hợp ở Texas nói trên, người đàn ông có tên là Buffett cho biết anh ta và cô gái 14 tuổi đã liên lạc riêng tư bằng tính năng nhắn tin trực tiếp của TikTok. Người phát ngôn của TikTok cho biết 6 tháng sau khi Buffett bị bắt, tài khoản của anh ta đã bị vô hiệu hóa sau khi bị Wall Street Journal chất vấn. Một số tổng trưởng lý tiểu bang đã mở cuộc điều tra về tác động của TikTok đối với sức khỏe, thể chất tinh thần của trẻ vị thành niên. Một phần trong cuộc điều tra ở Texas tập trung vào trang web báo cáo những vụ lạm dụng tình dục trẻ em cho chính quyền. Đề cập đến những lo ngại về an ninh quốc gia và giới trẻ, ông Clark, một đảng viên Cộng hòa tại Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ, cho biết các bậc cha mẹ và các nhà lập pháp không nhận ra những mối nguy hiểm mà TikTok gây ra. Kể từ khi ra mắt TikTok vào năm 2017, nó đã tạo ra một trào lưu trong giới trẻ. Dữ liệu từ Custodio, một công ty tập trung vào an ninh mạng, cho thấy đến năm 2022, người dùng từ 4 đến 18 tuổi đã dành trung bình 107 phút mỗi ngày cho TikTok, lâu hơn nhiều so với thời gian truy cập trung bình trên Snapchat là 72 phút và YouTube là 67 phút. Bà Erin Burke,
trưởng Bộ phận Điều tra Chính của Bộ An ninh Nội địa, kiêm cựu trưởng Bộ phận Nạn bóc lột trẻ em và những người khác đã trích dẫn TikTok như một nền tảng thường được những kẻ săn mồi sử dụng để kết bạn với trẻ em. Ông Scaramucci, một sĩ quan lực lượng đặc nhiệm tình nguyện thuộc Bộ phận Điều tra Chính của Bộ An ninh Nội địa cho biết, TikTok chứa đầy các video cảnh trẻ nhỏ nhảy múa và cuộc sống cá nhân của chúng đã trở thành điểm đến lý tưởng cho tội phạm. Luật liên bang yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ điện tử như các công ty truyền thông xã hội phải báo cáo tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em cho Cyber Tipline. Đường dây nóng tố cáo của Trung tâm Quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột với mức phạt lên tới 300.000 đô la Mỹ nếu cố tình không khai báo. Luật liên bang không yêu cầu các trang web phải tích cực tìm kiếm tài liệu lạm dụng trẻ em cũng như không quy định bằng chứng nào phải được gửi đến đường dây nóng báo cáo. TikTok đã phá kỷ lục khi gửi 154.618 báo cáo tới các đường dây nóng tố cáo vào năm 2021 so với 596 vụ vào năm 2019. Ngoài ra, do lo ngại về an ninh quốc gia, chính phủ liên bang và khoảng một nửa số thủ phủ của bang của Mỹ đã cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ. Giám đốc điều hành TikTok Chu Thủ Tư đã đồng ý điều trần trước Quốc hội vào tháng 3 để trả lời các câu hỏi về việc trẻ vị thành niên tiếp xúc với nội dung có hại và khả năng bị bóc lột tình dục cũng như dữ liệu người dùng được chia sẻ với Bắc Kinh hay không. Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thành luật chi ngân sách tài khoá năm 2023 dài 4.126 trang, trong đó thông qua việc cấm TikTok trên 4 triệu thiết bị thuộc chính phủ Mỹ. Gần đây, nhiều tiểu bang tại Mỹ đã ra lệnh cấm người dân truy cập vào ứng dụng TikTok do lo ngại bị ăn cắp dữ liệu và các vấn đề liên quan đến an ninh mạng. Ngày 9 tháng 1, tiểu bang New Jersey và Ohio cũng đã ra quyết định cấm người dân tại đây truy cập vào ứng dụng TikTok trên các thiết bị công nghệ. Đến đây, những thông tin của Culture Channel cũng xin phép được dừng lại. Toàn thể ban biên tập của Culture Channel xin kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận ở phía dưới của video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất và mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại!